tôi sẽ thấy thế nào khi đối đầu với OPC bình thường mà, gì đâu. Anh em chứ lên thi đấu là không anh em nha. Thi đấu xong mình vẫn là anh em. Nhưng từ với đối thủ là hành hạ bản thân nha. Không lẽ giờ mình thắng hay mình thua, mình giận không? Ai vậy? Giờ mình hết sức. Giờ tháng 5 đấm xét là đơ, hình như tháng 6 mà. Tôi nghĩ là tháng 6 mà. Đội tuyển kiếm tài năng sao vậy đơ? Kiếm thông qua nghệ, kiếm thông qua những chân răng của nó. Kiếm người dễ mà mấy ông. Tại vì mấy ông đánh hay thì tự nhiên có người kiếm ông mấy ông à. Mấy ông không cần kiếm luôn. Mấy ông chỉ cần đánh hay thôi, tự nhiên có người kiếm mấy ông, inbox mấy ông liền à. Muốn thi đấu chuyên nghiệp thì làm gì đơ. Nhất là phải cao thủ lên, thứ hai là đánh thật giỏi, thật hay. Tự nhiên có người tuyển thôi là thi đấu chuyên nghiệp thôi, dễ lắm. Mấy ông chỉ cần đánh hay thôi. Tiên quyết chỉ cần đánh hay thôi được. Còn mấy cái mà tính cách hay là hòa hợp với team không thì tính sau. Đừng có đánh hay, đánh răng hay mà vô giải đánh dở nha, vậy dở lắm. Đánh hay đều. Vì vậy cho nên vô găng mấy ông phải đánh 10 điểm thì vô giải mấy ông mới quýnh được 8-9 điểm. Khi vô găng mấy ông quýnh 7-8 điểm thôi, vô giải mấy ông quýnh được 5 điểm à. Trời ơi. Tiếng game bé quá bạn ơi. Tôi nhìn tiếng game to mấy ông kêu nó. Tiếng game to mấy ông kêu là cái tiếng game to, cái tiếng mic của tôi á. Tôi giảm tiếng game lại rồi. Trời, cửa sổ nhìn nó bao quát hơn mấy ông. Bao quát hơn nhưng mà nó bị cái bị gì ta. Quên nói sao rồi. Nhưng mà trên cửa sổ mấy ông sẽ nhìn thấy nó rộng hơn. Cảm giác nhìn cái này nè. Nhìn màn hình của mình nó rộng hơn. Nó hết đất rồi mà, sợ gì. Này sợ. Anh nó vậy như thế chứ. Tại là trận xuống lát combo chết nha mấy ông. Tôi thần lại xíu. Chưa thấy cái xa đâu á. Kè, biết không. Chưa nói xong. FPT nha mấy ông, quay vô ghét FPT nha. Phải bị ngủ hộp đó mấy ông. Mấy cái đó lắm mấy ông phải kiểu thích nghi với cái tình huống này. Một quỳ dù ghép chứ phải đánh quỳ dù nó không được nhiều đam á. Một quỳ dù ghép có quá có 4-5 cái video luôn. Quỳ mụ quá anh, quỳ dù ghép lấy gì mà. Quỳ dù ghép lấy video mà thiệt. Đó quỳ nó làm gì mấy ông, quỳ nó có 100 đam à. Quỳ lấy video bắn lên cái là 100 đam rồi. Chưa tính mới bắn được nhiều cái nữa. Mấy ông non quá. Ê nó bơi về, nó bơi về. Giờ được đó, đâu cho bây giờ được, đâu cho bây giờ vậy 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 được. Đâu cho bây giờ vậy vậy được, xin các bạn luôn, chứ đâu cho bây giờ vậy vậy được. Giờ xài chiêu mà chúng hoài, sao nó chơi game mấy không? Xài phải có hụt chứ. Ơi. Xài phải có hụt chứ. C3. Ơi cái gì mà cái gì vậy không tiến xuống không ok và làm gì thôi lấy gì thôi ok
ok, mày lát còn bò, bò lát đúng không? Heo liền, heo liền, heo liền. Ok ok, xong có chết hai không? Giết giết ờ giết ơi, xong có chết hai không? Good. Wow 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 wow. Lái cả lái cả lái. Ok. Chết tôm, này thì giết tao này. Éo hiểu luôn. Thì tôi biết mất xe nhưng mà tôi vẫn bắn á mấy không? Nó bị gì ta? Ha, à, không hiểu luôn á. Có tiệm tàu mà, thất lạc đây vậy trời. Nhìn mất cái con ô tô, hai con ô tô luôn. Tức thiệt. Gì mà quắn lên thế, có gì đâu mà sợ. Chơi luôn sợ gì. Con này quắn quá. Con ô tô này hậu nghe học hoài phải học được hoài đâu, chơi game mà không không quan biết chơi đâu, cứ học ô tô hoài tức chứ, tao nói nó tức cái chủ luôn nè, vì cái lấy tiêu nè, chuyện có vậy này bắn nè, ô tô này học hộ tưởng đâm như đây mà bắn hụt ô tô đó, nghĩ gì nữa chỉ hay làm gì vậy? Ờ ok ok ờ ờ ờ ờ hay 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 nè 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 ờ chơi mà sợ cái gì trời, quá đừng phá nó đi đơn á, chơi cứ chạy thôi, đúng là cứ chạy thôi, quýnh mà sợ chết thế, chết hồi sinh thôi chứ gì đâu mà chạy chứ à. Cái tầm này là của cái súng thiên lý mà nó hiện giờ mấy ông không chạy đồ đấy nên nó hiện, nó không hiện đấy. Really nigga, để tôi sẽ tình tình rất cao thì chơi tao cứ mới có mấy ông kêu nhìn rất cao thì anh ơi hoài. Chỉnh rất cao lên edit thì đẹp, nhưng mà tôi chơi không quen, hoặc là chỉnh thôi, để chỉnh thử trung bình thôi nè. À nhìn lạ vậy, cái này cái gì vậy, này phải game liên minh không vậy? Game tôi chơi nó là thế này. Mình tôi chơi cái này không.